Em Kim thân mến chào tất cả các quý khách hàng đã trở lại với kênh Kim Moon Cơ Giới VN. Buổi chiều ngày hôm nay là em Kim sẽ giới thiệu đến khách hàng một cái sản phẩm có nhãn hiệu là Kobuta U30-5. Thì cái sản phẩm này nó có trọng lượng là 3 tấn 50 kg, kể cả rào nha quý khách hàng, 3 tấn 50 kg. Chiều ngang của nó là 1m55 và chiều cao an toàn là 2m35 đến 2m55. Đó, mình trừ hao những cái móc ở trên cao để mà họ mà gắn cái đèn chớp giấy đó, thì có thể là mình tính là 2m rưỡi chiều cao an toàn. Chiều dài tổng thể cơ thể của nó là tầm khoảng 4m85 nha quý khách hàng. Đó, gầu của nó đang sử dụng là dung tích nó tầm khoảng 45 đến 50 đi. Cái chiều ngang rào nó 50 mà hiện tại thì mình có thể sử dụng đến 60 nha. Cái kích thước chiều dài á, cái chiều ngang của gào là 60. Còn cái giá thị trường em Kim đưa ra là hiện tại em này đang có cái đường búa nguyên bản nhưng không có tháo lắp nhanh, thì em Kim bán cho khách hàng với cái giá cực kỳ ưu đãi, đó là bao nhiêu ạ? 285 triệu. Là vì em Kim đã bảo dưỡng tổng thể hết chiếc xe. Thì chiếc xe như thế này á, thì khách hàng về có thể sử dụng ngay và luôn. Đấy, có thể sử dụng ngay và luôn ha, 285 triệu. Còn quý khách hàng nào chốt ngay và luôn, nhanh gọn lẹ, em Kim có thể tự tin giảm cho quý khách hàng 5 triệu là 280 ha. Trong mà cái này áp dụng trong vòng 3 ngày đổ lại, để ưu tiên cho những cái khách hàng nào mà đang có nhu cầu cần và mua nhanh, gọn, lẹ. Đó, thì em Kim cũng làm việc nhanh, gọn và lẹ luôn. Đó là 280 cho khách hàng nào chốt trong vòng 3 ngày đổ lại ha. Thì đó, trong vòng 3 ngày đổ lại ha. Rồi bây giờ là em Kim làm gì ạ? Em Kim sẽ test những cái thủy lực cũng như là thông số kỹ thuật. Kho của em Kim hôm nay là về rất là nhiều hàng cho nên nó rất là chặt. Em Kim chỉ còn một đoạn phản như thế này để mà test cho khách hàng thôi. Sau lưng quý em đây là cái lộ luôn rồi. Em đã đi ra lộ, em đứng luôn rồi. Đó, cho nên là em Kim sẽ test em này ngay và luôn cho khách hàng tham khảo nha. Để coi 280 đến 285 triệu mình có thể sở hữu một con máy đào như thế nào. Máy móc ra làm sao và thủy lực của nó có ok hay là không. Bây giờ em Kim vào test máy, mời quý khách hàng nén lại ít phút xem cái video của em Kim nhé. Thank you.
Em Kim cảm ơn quý khách hàng đã nén lại ít phút xem cái video của em Kim vừa rồi. Thì vừa rồi là em Kim cố tình mình có thể là test trong cái tình trạng như thế nào ạ. Ga ti nhỏ trước ha. Rồi kế tiếp là em Kim sẽ nhóng lên một tí ra, em Kim test và mình lên ra lớn để mình coi cái mức độ chậm lẹ và thủy lực của nó như thế nào, thì quý khách hàng thấy rồi đó. Trước tiên là em nhắc lại để cho khách hàng dễ hình dung, thì cái cuộc mà video vừa rồi đó là trước tiên em Kim sẽ test cái ga ti nhỏ, xong rồi là em Kim sẽ nới lên một tí xíu ga và cuối cùng là lên một nấc ra nữa để mình có thể mà máy nó chạy tròn tua để có thể hoạt động để mà mình làm việc đó. Rồi bây giờ là mời quý khách hàng theo chân em Kim ha. Hồi nãy em Kim có nhắc là chiều ngang của nó là 1m55, chiều dài tổng thể con xe là 4m8 ha. Chiều cao an toàn là 2m45, có thể gọi là 2m4 đi. Rồi, và đây là cái động cơ của em nó, là vừa rồi nãy giờ là em Kim test, em Kim không hề tắt máy nha. Em Kim để nguyên luôn như thế này để cho anh em có thể mình nghe được cái tiếng máy của nó ấm im như thế nào và hoạt động vô tải nãy giờ là máy nó có nóng hay là có liệm hay là không đó, thì anh em nghe hộ giùm em Kim ha. Riêng về cái em này á, là em thấy á, bơm máy của nó khá là khô ráo và đẹp. Hơi thừa của nó là từ cái bô lửa đi ra là lại không có luôn. Cái hơi của nó ra là có nha khách hàng, có hơi ra, nhưng mà cái hơi của nó hoàn toàn trong suốt, chứng tỏ rằng là như thế nào ạ, máy của mình nó không có bị hư hỏng bên trong, hoặc là dầu nhớt của nó không có, nói chung là nó hoàn toàn không có hư đi, hoạt động tốt bình thường. Cho nên là hơi mà tống ra từ bộ bê tông thì luôn luôn lúc nào nó cũng có, nhưng nó hoàn toàn sạch sẽ và trong sáng ha. Rồi hình thể của em này nè, em Kim báo cáo luôn cho anh em nghe một câu xanh dần về cái màu xanh của em Kubota này. Màu xanh kể cả màu vàng nói chung là hết nguyên chiếc xe, là cái vàng lông bên ngoài là em Kim đã bảo dưỡng ha. Em Kim đã bảo dưỡng tổng thể chiếc xe để khách hàng nào có thể mình đến xem ok là mình chở về luôn, không có cần phải chờ đợi em Kim bảo dưỡng. Riêng về cái phần dàn chân của em nó là em Kim chưa kịp bảo dưỡng, và em Kim muốn giữ lại để cho anh em thấy được là cái dàn chân của nó là nó như thế nào, sắt của nó có chấp vá hay không, hay là nó hỏng hóc hư hay là nó như thế nào đó, để rồi anh em ok em mới tiến hành bảo dưỡng ha. Tại vì cái dàn lông bên ngoài này nó không có quan trọng lắm, cho nên là mình làm càng đẹp thì càng bắt mắt và ăn tiền. Còn riêng về máy móc thì nãy anh em cũng thấy rồi, hoàn toàn là nước sơn green ha. Em Kim chỉ thay nhớt máy và lọc lượt mà thôi. Còn cái vàng lam của nó nè, còn rất là sắc bén luôn ha, đi đến đâu là bào đến đó, là ủi đến nơi luôn. Còn bên dưới cái vàng gầm của em nó nè, bây giờ em Kim mời quý khách hàng tham khảo cái vàng gầm nha. Rồi tí xíu nữa em Kim sẽ báo cho quý khách hàng biết được cái vàng gầm nó có những cái nhược điểm gì ha, có những cái nhược điểm gì nha. Riêng về bên trong thì nó khá là ok, sắt thì nó dày, không chóc nước sơn, chỉ chóc rỉ sét hai bên đầu này ha. Rồi kế tiếp là em Kim quay cho quý khách hàng thấy nè, U30-5 nha khách hàng, U30-5. Đầu bò của em nó thì liền lạc, ắc yếp thì khá là ok, không lỏng lẻo, mà có lỏng thì em Kim cũng đã làm cho khách hàng rồi, cho nên là cứ yên tâm đem về xài nha. Bên này là em Kim không có ráp lại. Lý do tại sao mà em Kim không ráp lại là em Kim để như vậy nè, để anh chị nào mà cần đến xem á, mà cần xem cái là em Kim dở ra cái là coi hết bộ đồ lòng luôn ha. Đồ lòng xe nha quý khách hàng. Đây còn bên trong ha, đó là u quay của nó. U quay của nó khô ráo khá là ok. Nhưng mà mấy đứa nó lỡ bắt mấy cuốn ốc rồi, cho nên là anh em nào đến kho thì em mở ra cho xem nha. Còn bây giờ thì mình chỉ xem sơ bộ bên ngoài thôi. Bộ chuyển đổi tay lái bên trong này có thể, cái này là để cắt đồ nghề, để mà mình đem mở bò hoặc là dụng cụ để mình hỗ trợ cho máy đào nha, chứ không phải cái hộc này để đựng quỷ đen cho anh em đâu nha. Rồi bên đây là cái này là cái châm dầu ha quý khách hàng. Đây châm dầu, đây anh
anh em nào mà không đọc được tiếng Nhật thì mình có thể coi hình ảnh ha. Cái này là mình châm dầu, nhớt thì mình châm bên kia. Đây em có hỗ trợ cho anh em được một cái đèn chiếu sáng rồi, cho nên là anh em làm công trình hoặc làm ban đêm mà anh nào nhà ở trên vùng cao đó thì mình đi xa xa mình làm thì vợ nó cũng thấy được cái đèn chớp nháy là biết anh em cũng vẫn còn đang làm, không có trốn vợ đi chơi nha. Cho nên là đây là tổng thể chiếc xe. Về răng má gào là em Kim đã làm hoàn thiện. Cái má này là má em Kim gắn vô cho anh em nè, tại vì cái má bên kia nó làm nó mòn rồi, nó không còn đẹp nữa, cho nên là má này là em Kim gắn ha. Còn răng này hình như là để em Kim thêm coi coi. Răng này nó cũng còn dài, chắc là bên đây em Kim gắn luôn á, chứ bữa hôm về chắc nó không có dài tới đó đâu. Cho nên là em đã hỗ trợ mình găng má rào là ok hết rồi, về mình thoải mái mình cạp luôn nha. Đường búa thì đường búa nguyên bản của xe, em nó đang sở hữu cái đường búa nguyên bản của xe ha. Rồi cái phần mà em Kim báo cho anh em biết nè, đây là cái đùi ha, sử dụng đùi nhông. Đấy, bánh răng thì nó có một cái độ mòn đáng kể ha. Thì bây giờ em Kim mới kể cho khách hàng nghe đó. Còn cái xương xích thì khách hàng có thể nhìn thấy là nó vuông róc, vuông cạnh, không hao mòn. Đây, độ dày của xích thì khá là ok luôn. Đấy, độ dày của xích khá là ok ha. Em quay về là khách hàng dễ nhìn thấy nè. Đó. Còn về phần cái dàn chân của em đó nè, thì em để nguyên gì cho khách hàng dễ dàng nhìn thấy nè ha. Cái màu trắng trắng này nè, không phải nước sơn đâu nghe khách hàng ơi. Cái này là xi măng nó đóng vô đó. Có nghĩa rằng là bên ngoài này là nó đã hết, bên đây là nó không còn một miếng nước sơn nào là gọi là nghĩa địa theo xe nữa, mà thay vào đó là áo một cái lớp xi măng, là vì xe này đang làm ở công trình. Cho nên là màu trắng này là màu trắng xi măng, em báo rất là thực tế. Cho nên là anh em mình xem hoặc là đến kho thì mình khỏi bỡ ngỡ, là vì cái độ chính xác của em nó là do em Kim báo đó. Đó là lý do tại sao mà nhiều khi quý khách hàng hỏi là tại sao mà không cung cấp hình ảnh lúc mà xuống tàu hay là ở bên kia. Tại vì bản thân em thừa sức biết được là hình ảnh chỉ mang cái tính cách minh họa thôi. Nhiều khi đi về đây em còn hết hồn huống chi là quý khách. Cho nên là em xem bằng mắt, sờ bằng tay và báo chính xác bằng cái uy tín của mình. Cho nên khi mà khách hàng mà đến kho là mình xem là mình biết được ngay cái độ mà chính xác nó như thế nào liền ha. Thì riêng cái này á, là nó không hề mà bị vặn vẹo mớp méo, thì em thấy còn khá là đầy đủ. Nhưng chỉ có là bên ngoài lớp xốp sơn này là nó tróc hết rồi, cho nên là em giữ lại đây để mà mơi mốt anh em mà có thể mà mình đến rồi mình ok rồi cái em mới bắt đầu mà ấy ha. Riêng về đây nè, đây cái nữa báo cái nữa, cái nắp đùi nè, nắp đùi này là nắp riêng ha. Cái nắp bên đây là lúc đi về nó mất tiêu mẹ nó rồi, không biết nó chui vô lùm nó rướng lại đâu mất rồi. Thì em Kim là cắt cái sắt ở đây ha, mình cắt bằng CNC ha quý khách hàng. Cắt một cái hộp như thế này, lấy cái này cắt ra cái này gắn vô cái này ha. Có nghĩa là cái này là bên này là em Kim làm nè đó. Còn nguyên về cái dàn chân của nó nè ha, mâm nè đó. Rồi sẵn đây là cho anh em tham khảo bên cái dàn chân bên đây luôn. Bên dàn chân bên đây cũng vậy, cái màu trắng trắng đó không phải là nước sơn mà là xi măng nó đóng nha. Đây cái phần là rổ mà nó bị nhăm nhăm nè, bên cái chân này á, bên cái đùi này á là nó bị rổ nhiều hơn cái bên kia. Bên kia là hầu như là không có rổ, bên kia là nó mướt như vậy ha, nè nó mướt như vậy. Còn bên đây thì nó có những cái chỗ nè đó, thì em quay là quay sát thực cho quý khách hàng luôn ha. Đùi bên đây thì nó cũng đẹp như đùi bên kia, xích thì là một cặp cho nên là nó đẹp như nhau. Riêng về cái bánh sau, bánh răng nè đó, thì nó có độ mòn nhất định, khách hàng mua về để gì xài cũng được, hoặc là mình có thể thay thế. Vì cái bánh răng này nó cái giá tiền nó không có đáng kể, mình có thể thay thế bất cứ lúc nào, mà ở Việt Nam mình rất là nhiều cái phụ tùng này luôn, cho nên là quý khách hàng đừng có ngại ha. Thứ hai nữa, kế tiếp nữa nè là cái đỡ này nè, cái lê đỡ này nè là nó bị mòn rồi, cho nên là em Kim đã thay cái ga lê khác cho anh em là nhìn nè. Đó, cái này là mới chát luôn ha, là đã thay ha. Còn riêng về ga lê đè ở dưới là nó còn ok hết đó. Thì những phần nào mà em Kim thay hoặc là không thay hoặc bảo dưỡng và dưỡng rồi đó, thì em Kim cũng đã công bố cho quý khách hàng một cái thông tin cụ thể và nhất định luôn rồi.
Cho nên là anh em cứ tự tin ha, tự tin mà mình mua máy nha. Rồi bây giờ là em Kim mở luôn cái bộ công tắc, và có thể gọi là bộ chia, bộ khiển. Đây. Rồi, em nói là nó như thế này ha. Quý khách hàng thấy rõ không ạ? Cái này thì em quay sơ bộ thôi, rồi em sẽ cung cấp hình ảnh chi tiết hơn nữa cho khách hàng xem nha. Đó. Rồi, bên đây là nhớt thủy lực mình châm bên đây ha. Đó, bên đây là bơm bọng nè. Đó, mình có thể thấy được ha, mức độ bơm nè. Đó. Rồi, đây là cái tổng thể chi tiết của một em máy đào Kubota U30. Anh Cường ơi, anh Cường. Dịnh này em cái. Em có mày. À. Đang rồi. Anh đẩy nó xuống giùm em cái. Không, đẩy lại. Đẩy nó nặng quá. Rồi. Đó là một trong những cái chi tiết cơ bản mà em cần thông báo cho khách hàng rồi ha. Đó. Thôi cho nên là em Kim báo lại cái giá luôn cho khách hàng tham khảo một lần nữa ha. Thì riêng về em thấy cái chân em này á, một bên nó cũng không có được đẹp lắm. Cái đẹp hay xấu thì em có quay chi tiết cho mấy anh xem rồi ha. Thì em bán cho quý khách hàng cái giá bán nhanh nè. Đó, 280 triệu ha, 280 triệu thì khách hàng có thể sở hữu được một cái em máy này như thế này. Và em Kim có thể là mình sơn lại cái dàn chân cho quý khách hàng khi khách hàng ok nha. Còn hiện tại là em Kim để như vậy để khách hàng tặng tay mình đến cái kho mình xem cho nó chi tiết hơn. Đó. Rồi, bây giờ em Kim xin kết thúc video và cảm ơn quý khách hàng đã và đang xem video cũng như là tham khảo những cái dòng xe vừa rồi em Kim đang test. Hẹn quý khách hàng vào cái video tiếp theo nữa nhé.